Giản thôi thì chúng ta tạo hai slide khác nhau. Slide đầu thì chúng ta đưa cái animation vào, đấy ạ. Và animation này đấy là chúng ta chỉ đưa vào phần on enter thôi, đấy ạ. Đấy. Tất cả phần animation này ấy, là chúng ta đưa vào phần enter thôi, đấy ạ. Thì khi mà hiện ra ấy, thì nó sẽ hiện ra phần enter này, đấy ạ. Đến size slide đến size số 2 ấy, thì chỗ này ấy, là mình ngắt hết, mình remove hết đó. Mình remove hết animation và mình thêm con này, mình chỉ thêm animation cho đúng cái con mới đưa thêm này, cái con đáp án này thôi, được chưa? Thì khi mà hiện lên ấy, thì tất cả cái chữ này nó sẽ giữ nguyên và chỉ có cái nguyên đáp án này nó sẽ hiện animation thôi. Đấy, và kết quả nó sẽ như sau. Đấy, đây là câu hỏi và bốn đáp án, nó có animation. Xong mình bấm cái nữa sang slide tiếp theo thì nó chỉ có một cái thằng này nó lên thôi, còn mấy thằng này giữ nguyên, thì không khác gì cái việc là mình tạo thêm cái này vào trong cái slide này, ok không ạ? Nhé.